chương 879 cấp ai ra cha rõ. Phương các lão trịnh trọng gật đầu, quân võ đế nguyên bản nắm chắc thắng lợi tâm tức khắc nóng này lên. Hắn chắp tay sau lưng, ở ngự thư phòng đi qua đi lại. Người nhưng xác định, kia tuyết đêm băng phách thú thật sự dị biến, quân võ đế nhíu mày nhìn phương các lão. Phương các lão gật đầu, rất lớn khả năng, này liền có điểm phiền toái. Quân võ đế nói, thái tử am hiểu hỏa nguyên tố, tiết đêm băng phách thú là băng nguyên tố, này hai vốn là tương khắc. Hiện tại người sau lại phát sinh biến dị thái tử sợ là có phiền toái. Người nói cái gì, cái gì kêu thái tử có phiền toái. Thái hậu nàng lão nhân ra đang ở ngự hoa viên tàn bộ, đi tới đi tới, liền đi đến ngự thư phòng, nàng liền nghĩ lại đây hỏi một chút. Nhà nàng quân bảo đã nhiều ngày nhưng hảo, hai cha con có hay không cãi nhau. Này khen ngược. Thái hậu mới vừa đến ngự thư phòng cửa, liền nghe được nhà nàng quân bảo tin tức chạy nhanh, liền đẩy cửa vào được. Quân võ đế đỡ chán, này nếu là người khác đã sớm bị hắn đánh gãy chân. Này vị này chính là hắn mẹ ruột a. À. Mẫu hậu quân võ đế đang muốn lấy cớ đâu, đã bị thái hậu vô tình gầm lên. Ngươi không cần cho ta muốn mượn khẩu, ai ra muốn nghe lời nói thật thái hậu rõ ràng đã nghe thấy phía trước nói dấu diếm nữa cũng đã không có ý nghĩa vì thế quân võ đế chỉ có thể đem tình hình thực tế báo cho thái hậu nghe xong thiếu chút nữa một hơi thượng không tới nàng bắt lấy quân võ đế tức giận đến nói không lựa lời hoàng đế ngươi là chuyện như thế nào như vậy nguy hiểm sự vì cái gì muốn cho quân bảo đi làm có ngươi như vậy hố nhi từ sao ta liền biết ngươi không thích quân bảo ta liền biết quân võ đế ủy khuất a à, đây là quân lâm uyên chính hắn một hai phải đi cản cũng ngăn không được a à, hắn vì cái gì một hai phải đi cái này đỡ thái hậu không phải người khác đúng là độc cô hoàng hậu độc cô hoàng hậu thừa dịp lần này thái hậu sinh bệnh vẫn luôn trên giường trước phụng dưỡng mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa hoãn không ít tốt như vậy cơ hội hoàng hậu không mách lèo vậy quá cô phụ ông trời cấp cơ hội mẫu hậu ngài nói có thể hay không là bởi vì phượng gia vị kia ngũ cô nương a à, người nói cái gì thái hậu trừng mắt độc cô hoàng hậu độc cô hoàng hậu nhấp môi cười bên ngoài có tung tin vịt chúng ta thái tử điện hạ đối phượng gia vị kia ngũ cô nương yêu sâu sắc đâu cho nên thái tử lựa chọn tiến khảo hạch bản đồ có thể hay không cùng phượng ngũ cô nương có quan hệ đâu bên ngoài khi nào có loại này tung tin vịt thái hậu thực tức giận thần thiếp cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới quá lời nói mới rồi cũng gần chỉ là suy đoán. Cha, cấp ai ra cha rõ, Thái hậu thần sắc không tốt. Phương các lão nhìn đến Thái hậu kia phẫn nộ ánh mắt trong lòng dùng mình. Xem ra, mặc dù tiểu vũ chỉ Thái hậu, Thái hậu đối nàng ấn tượng cũng rất là không hảo a. À. Gì, này không phải phương các lão sao? Độc cô hoàng hậu ánh mắt nhìn phương các lão, nghe nói, phương các lão ngài trong phủ cùng phượng phủ láng giềng mà cư. Đúng là, kia ngài cảm thấy phượng ngũ cô nương người này như thế nào độc cô hoàng hậu tin tức chính là thực linh thông nàng biết phía trước phượng vũ văn thí khi phương các lão giúp nàng cùng bệ hạ tranh thủ sự cho nên lúc này nàng chính là muốn cho thái hậu biết phương các lão cùng phượng vũ đi rất gần làm thái hậu ghét bỏ phương các lão quả nhiên độc cô hoàng hậu lời này vừa nói ra thái hậu ánh mắt liền nhìn chằm chằm phương các lão phương đại nhân ngươi là nhìn phượng vũ lớn lên Phương Các lão nội tâm cười khổ, trên mặt lại đối Thái hậu chắp tay nói, "Thái hậu nương nương, Vũ nhà đầu phẩm tính thuần lương, làm người thiện lương, tuy rằng tu vi thượng không đủ, nhưng ở linh trận cùng y thuật thượng tấu chương xong." Chương 880 Phượng tiểu vũ sẽ bị đánh sao? Độc cô hoàng hậu, "Từ từ." Phương Các lão ngài nói "Phượng Vũ cô nương phẩm tính thuần lương, làm người thiện lương," ta à, như thế nào nghe nói phượng vũ ở khảo hạch bản đồ chuyên môn khi dễ đồng học đâu còn hủy người dung nhan đâu hủy người dung nhan thái hậu khiếp sợ đúng vậy đâu độc cô hoàng hậu nói nghe nói dung nhan bị hủy còn không ngừng một cái hai người đâu lại còn có đều là lớn lên mi thanh mục tú tu vi thực tốt nữ sinh ai cho nên nàng chính mình tu vi bị phế lúc sau liền bắt đầu ghen ghét người khác sao Phương Các lão trong lòng thầm giận, ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều, lời đồn không thể tin. Độc Cô hoàng hậu đang muốn nói chuyện, Phương Các lão lại nhàn nhạt nói, "Huống chi, mỗi người đều biết. Phượng Vũ tu vi không được, nàng lại như thế nào khi dễ thí sinh, hủy dung các nàng. Có lẽ nàng có đồng lõa đâu, này ai biết được." Độc Cô hoàng hậu cười, "Quân võ đế, hảo hảo, đương trường cãi cọ còn thể thống gì?" Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. "Bệ hạ!" tả tộc trưởng cầu kiến, tả tộc trưởng đó là tả thanh loan chi phụ, hắn tới làm cái gì? Si. Phương các lão bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mà giờ phút này, ngạo thế cánh đồng tuyết sắc trời đã trong, lông ngỗng đại tuyết sớm đã đình chỉ toàn bộ đại địa độ ấm so với phía trước lạnh hơn, đường các thí sinh lục tục từ tuyết trong động đi ra khi, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, hảo lại nga vì cái gì ta cảm thấy, tuy rằng trong, nhưng độ ấm lại so với phía trước lạnh gấp đôi đâu. Thiên A, à, nếu tối hôm qua thượng chúng ta ngồi ở bên ngoài, chẳng phải tất cả đều bị đông chết. May mắn Phượng Vũ giáo hội chúng ta đào tiết động, nói cách khác chúng ta mệnh cũng chưa. Phượng Vũ cô nương không chỉ có riêng chỉ dạy sẽ chúng ta đào tiết động, nàng còn dạy chúng ta dùng tiêu nhiệt cục đá sưởi ấm. Mộc sao giao ngủ một giấc lên, vừa mới ra tới bên tai liền truyền đến những lời này, nàng tức khắc sắc mặt đều kéo xuống tới. Phía trước mỗi người đều phủng nàng, nhường nàng, nhưng là hiện tại những người này tuy không đến mức đối nàng không tốt nhưng rõ ràng đối phượng vũ so đối nàng hảo điểm này. Mộc giao giao tuyệt đối không tiếp thu được. Đúng rồi, phượng vũ cô nương đâu? Ta muốn giáp mặt cảm tạ một chút nàng. Người xem, phượng vũ cô nương ra tới nhưng mà, liền ở đại gia chuẩn bị đi tìm phượng vũ nói lời cảm tạ thời điểm, bỗng nhiên một đạo lạnh băng hàn khí đánh úp lại. Hảo lãnh. Đại gia theo bản năng quay đầu lại, vừa nhấc mắt liền thấy được quân điện hạ. Giờ phút này hắn, một thân gió to sường, đẹp đẽ quý giá mà khí phái, khuôn mặt đông lạnh, hùng hồ mà đến. Hắn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, mục tiêu thẳng chỉ phượng vũ kia đỉnh lều trại. Không hảo đại gia nội tâm lục bục một chút, quân điện hạ này tư thế, đây là muốn hương sư vấn tội a à? Đây là muốn đánh người tiết tấu. Phượng Tiểu Vũ sẽ bị đánh sao? Nếu là phía trước, mọi người xem đến Phượng Vũ xui xẻo, đều sẽ vui sướng khi người gặp họa. Chính là hiện tại rốt cuộc nhân tâm đều là thịt lớn lên, cắn người miệng mềm của cho là của nợ, Phượng Vũ dùng chính mình máu tê cứu công tôn tình, Phượng Vũ giáo hội bọn họ đào tiết động. Dùng thiêu hồng cục đá sưởi ấm. Bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ nói Phượng Vũ không tốt. Nơi nào còn có thể vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng xui xẻo làm sao bây giờ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à, rất nhiều người đều bắt đầu bối rối. Mà giờ phút này, đi theo quân điện hạ bên người huyền dịch lại ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn đều trải chăn lâu như vậy, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông ta điện hạ. Người lúc này tổng không đến mức lại làm tạp đi. Đương nhiên, huyền dịch trên mặt một mảnh lạnh băng đạm mạc đôi tay ôm kiếm như cũ là hắn kia nghiêm túc tiểu hầu ra tư thế quân điện hạ kia hai mắt quang từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phượng vũ tấu chương xong. Chương 881 quân điện hạ thích ngươi. Một, đại gia trong lòng một trận khẩn trương, xem quân điện hạ này hùng hổ bộ dáng nên không phải là đi phượng tiểu vũ phiền toái đi. Mộc giao giao tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa chính là ở đây rất nhiều người đều bị Phượng Vũ ân huệ, cho nên giờ phút này đều thế nàng dẫn theo tâm. Quân Điện Hạ nhìn chằm chằm Phượng Vũ, ánh mắt lấp lánh, thần sắc lạnh lùng, bạc tình môi nhấp chặt, nhấp thành một cái bạch tuyến. Phượng Vũ nội tâm lột bột một chút, không tốt, quân Lâm Uyên khẳng định là tới chất vấn tối hôm qua thượng sự. Phượng Vũ ánh mắt lại hướng chung quanh đảo qua, như vậy nhiều hai mắt quang, giờ phút này chính nhìn bọn họ việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, kia thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Phượng Vũ khí tàn nhẫn, chừng mắt nhìn huyền dịch liếc mắt một cái. Huyền dịch ánh mắt nhìn quân điện hạ tựa hồ không có chú ý tới Phượng Vũ ánh mắt. Phượng Vũ nội tâm hỏng mất như đại dương mênh mông, nhưng cũng may, nàng dưỡng khí công phu hảo. Mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh như gió, bình tĩnh như nước. Phượng Tiểu Vũ tối hôm qua thượng, quân điện hạ vừa mới mở miệng, Phượng Vũ tức khắc sắc mặt đại biến. Tối hôm qua thượng cái gì? Ta vẫn luôn ở trị liệu người bệnh, một bước đều không có bước ra quá lều trải. Phượng Vũ thề thốt phủ nhận, nhưng bổn điện hạ tối hôm qua thượng nhìn đến ngươi, đó là ngươi đang nằm mơ. Phượng Vũ nội tâm lo lắng vốn dĩ ngoại giới đều đã ở truyền nàng bỏ quân Lâm Uyên giường, hiện tại nếu quân Lâm Uyên trước mặt mọi người nói ra tối hôm qua chính mình trộm đi tìm hắn cùng với mặt sau kia một loạt sự. Kia quả thực chính là xét đánh giữa trời quang A, Phượng Vũ tâm đều ở run. Quân Lâm Uyên cười lạnh nhìn chầm chầm Phượng Vũ, cặp kia thâm thúy sắc bén trong mắt che kín vẻ giận, khói mù bao phủ. Hắn nhìn chầm chầm Phượng Vũ, ngươi cho ta lại đây. Nói xong câu đó, quân điện hạ xoay người liền đi hắn bước chân thực mau. Phượng Vũ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng một mặt ở trong lòng nhanh chóng suy tư giải quyết chi đạo, một mặt đuổi kịp. Phượng Tiểu Vũ, cố lên, trong đám người, không biết ai kinh hô một tiếng. Phượng Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện là Sư Huyên. Theo sát lại có vài cá nhân múa may nắm tay cổ Vũ nàng. Phượng Tiểu Vũ, chúng ta tin tưởng ngươi. Phượng Tiểu Vũ, đừng sợ chúng ta duy trì ngươi. Phượng Tiểu Vũ Phượng Vũ đánh mắt hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc. Này không đúng a à? Những người này không phải thực chán ghét nàng sao? Phía trước nói nàng nhiều ít nói bậy. Hận không thể nàng từ trên thế giới này biến mất mới hảo. Chính là hiện tại, các nàng cư nhiên thay đổi thái độ. Thật là quái thay. Bất quá lúc này, Phượng Vũ đã không có thời gian suy nghĩ này đó đồng học nội tâm ý tưởng nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào ứng phó hùng hồ tới thảo cách nói quân điện hạ. Phượng Vũ để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính mình ở nhà đang ngủ ngon giấc kết quả bị người hạ mê dược còn bị người bỏ lên trên giường ôm gặm nàng cũng sẽ thực phẫn nộ a. À? Quả thực là bạo nộ hảo sao? Nghĩ vậy, Phượng Vũ nội tâm co rúm lại một chút cái này thật là khó làm. Phanh, Phượng Vũ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở như thế nào ứng phó chuyện này thượng thế cho nên không có nghiêm túc xem lộ. Mà lúc này quân điện hạ vừa lúc đứng yên, còn thiên truyền biến tốt đẹp quá thân tới vì thế phượng vũ một đầu đụng vào quân điện hạ trong lòng ngực này rõ ràng chính là nhào vào trong ngực sao ý thức được điểm này phượng vũ nháy mắt lúc này càng là giải thích không rõ ràng lắm phượng vũ che lại cái mũi nước mắt lưng chồng nhìn quân lâm uyên đau thẳng trừu trừu trong mắt che kín lên án hán ngực cứng quá mới vừa đâm kia một chút nàng cái mũi đều mau oai quân điện hạ kia hai mắt mắt rất sâu rất sáng, nhìn chăm chú Phượng Vũ, gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt thậm chí che kín rất nhỏ tơ máu. Tấu chương xong. Chương 882 quân điện hạ thích ngươi. Hai. Như thế nào có thể không có tơ máu đâu? Tối hôm qua thượng kia sự kiện lúc sau, hắn nằm ở trên giường lan qua lộn lại, cả đêm không ngủ, trợn mắt đến bình minh hắn đường đường quân Lâm Uyên, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên mất ngủ. Quân Lâm Uyên ánh mắt sắc bén thâm trầm, nhìn chầm chầm Phượng Vũ. Phượng Vũ nước mắt lưng tròng lên án chừng mắt quân Lâm Uyên. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh có một loại quỷ dị xấu hổ. Người hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. Ta hai người lại đồng thời mở miệng, lại đồng thời đình chỉ. Bốn phía lại lâm vào quái dị xấu hổ không khí chung bởi vì bọn họ lại đồng thời nghĩ tới tối hôm qua thượng sự. Hụ vẫn là quân điện hạ trước khai khẩu, hắn cặp kia sâu thẳm hắc ám, nóng rực như hỏa thâm mắt gắt gao quặc trụ phượng vũ tầm mắt. Người liền không có lời nói phải đối bổn thái tử nói. Quân điện hạ ngạo kiều dương cầm ánh mắt thật sâu. Phượng vũ quyết định giả chết sốt cuộc nói cái gì? Nói cái gì? Quân điện hạ tức khắc một cổ tức giận dâng lên, hung tợn chừng mắt phượng vũ. Phượng vũ lui về phía sau một bước tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Bởi vì giờ phút này quân lâm uyên thật là đáng sợ kia hai mắt mắt giống liệp báo, săn thú hắn chuyên trúc con mồi. Quân điện hạ môi mỏng nhấp chặt đôi mắt nóng bỏng như thiết. Người muốn chạy, quân điện hạ duỗi tay bắt lấy phượng vũ thủ đoạn thực dùng sức bắt lấy. Phượng vũ cắn răng, đau. Nhưng là quân điện hạ cũng không có thả lỏng giam cầm mà là dùng càng thêm hung ác ánh mắt chừng mắt nàng, cường thế bá đạo không ai bì nổi phượng vũ cảm thấy thủ đoạn đều mau bị bẻ gãy nàng hít ngược một hơi khí lạnh quân lâm uyên người rốt cuộc muốn thế nào đêm qua giờ tí canh ba nhà gỗ nhỏ quân điện hạ nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nàng gần từng chữ một phượng vũ hít sâu một hơi ra vẻ không thèm để ý nga ngươi là nói chuyện này a à. phượng vũ kéo dài quá âm cuối quân lâm uyên hư lạnh nhà đầu này rốt cuộc bắt đầu trực diện chính để phượng vũ nếu ngươi là bởi vì cái này tức giận lời nói ta có thể cùng ngươi xin lỗi bởi vì xác thật là ta không tốt quân điện hạ ngạo kiều liếc nàng liếc mắt một cái này dương nanh múa vốt nha đầu cũng có ăn nói khép nép xin lỗi thời điểm phượng vũ cười tùm tìm nhìn quân lâm uyên trong ánh mắt tràn ngập xin lỗi ngày hôm qua cùng huyền dịch đánh đố tới ta thua cho nên đại buổi tối mới có thể đi tìm ngươi quân điện hạ nguyên bản ngạo kiều mặt nháy mắt hắc trầm hạ tới mây đen răng đầy khói mù bao phủ phượng vũ lại vưu không tự biết nàng thở dài khẩu khí bởi vì triều ca yêu cầu thanh phong hoàn mà huyền dịch trên tay có cho nên liền cùng hắn đánh đố phượng vũ bán khởi huyền dịch tới không hề áp lực tâm lý ngáp cách đó không xa thanh bào thiếu niên trong lòng ngực ôm kiếm ngạo nghễ mà đứng lại đón gió đánh cái hát xì si. phong tầm khó hiểu nhìn hắn huyền tiểu nhị ngươi không sao chứ không có việc gì huyền dịch hướng phượng vũ cùng quân lâm uyên biến mất cái kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hẳn là không có việc gì. Nhưng mà thiếu niên lại đã đoán sai, hắn lập tức muốn đại họa lâm đầu. Quân lâm uyên chừng mắt phượng vũ, vừa rồi, người nói cái gì? Làm hại hắn trắng đêm khó miên, cư nhiên là một cái đánh cuộc. Kiêu ngạo như quân điện hạ, sao có thể tiếp thu sự thật này? Cho nên, giờ phút này hắn hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Phượng Vũ thấy quân điện hạ sắc mặt xanh mét cơ bắp cứng đờ, sợ hắn sinh khí, vội xua tay nói, ai nha, tối hôm qua thượng sự, người coi như là một giấc mộng đi, dù sao người cũng không thích ta. Đối với người cũng không có ảnh hưởng a à. Không có ảnh hưởng, ta mẹ nó cũng nghĩ không có ảnh hưởng, nhưng trên thực tế lại là. Tấu chương xong. Chương 883 quân điện hạ thích ngươi. 3 quân điện hạ ánh mắt như ra khỏi vỏ sắc bén hàn nhận, gắt gao chừng mắt Phượng Vũ, sắc mặt đỏ mặt hồng, ngươi, ngươi, ngươi hôn ta. Phượng Vũ ra vẻ không thèm để ý xua tay, ai nha, ngươi coi như đó là bị mũi cắn một chút đi, ta là cô nương ra đều không thèm để ý, ngươi một cái nam sinh, lại không có hại lạc. Quân điện hạ tức giận dâng lên, quay cuồng như nước. Già thịt chi thân, môi răng va chạm cư nhiên có thể nói như thế không thèm để ý. Nàng như thế tiêu sái, mà hắn lại vì này dối dám khó miên. Quân điện hạ khí cơ hồ mất đi lý trí. Chỉ vào phượng vũ nói không lựa lời, ngươi, ngươi, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Phượng vũ vốn dĩ đều chịu thua, kết quả quân lâm uyên kia bốn chữ tức khắc kích thích đến nàng. Ngươi mắng ai đâu, phượng vũ đôi tay chống này, ngươi ai nói không biết liêm sỉ. Quân lâm uyên sắc mặt xanh mét chừng mắt phượng vũ. Đánh cuộc, vui đùa. Hắn Quân Lâm Uyên cư nhiên bị người chơi. Quân Lâm Uyên tức giận đến xoay người liền đi. Quân Lâm Uyên ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ai chẳng biết Liêm Sỉ. Ngươi mắng ai đâu? Phượng Vũ hướng về phía quân điện hạ sau lưng một trận kêu, nhưng mặt trước mặt Quân Lâm Uyên sớm đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái điểm đen nhỏ. Phượng Vũ tức giận đến giậm chân. Nàng bất quá là nói dỡn sao? Đánh cuộc thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cho nên mới trộm thân hắn a. À như thế nào đã kêu không biết liêm sỉ hào sinh khí ngao mà giờ phút này quân điện hạ hắn toàn thân bị xương lạnh bao phủ nơi đi qua nguyên bản xóa tung tuyết nháy mắt ngưng kết thành nhất cứng đờ băng đường hắn trải qua huyền dịch cùng phong tầm bên người thời điểm phong tầm còn vẻ mặt khẩn trương muội muội đâu quân lão đại ta muội muội đâu phong tầm ở quân lâm uyên phía sau tìm nửa ngày cũng chưa tìm được phượng vũ tức khắc lo lắng quân lâm uyên kia hai mắt mắt âm trầm vẻ giận thị huyết hàn mang nổ bắn ra hắn nhìn chằm chằm huyền dịch ánh mắt giống như bộc lộ mũi nhọn hàn nhận huyền dịch trong lòng lộp bộp một chút không tốt hắn nhất định là bị phượng vũ bị bán ta đi xem muội muội nhưng mà phong tầm lời còn chưa dứt quân điện hạ kia quả cảm mà lạnh nhạt thanh âm tiệt nhiên vang lên các ngươi hai cái cho ta lại đây phong tầm cùng huyền dịch hai mặt nhìn nhau chẳng qua một cái vẻ mặt mờ mịt một cái là vẻ mặt rối rắm phong tầm không biết phát sinh chuyện gì nhưng huyền dịch đại khái có thể đoán được một ít hắn cười khổ sờ sờ cái mũi xem quân lão đại này nổi giận đùng đùng bộ dáng chuyện này sợ lại là làm tạp huyền dịch cũng là kỳ quái quân lão đại đều thích như vậy rõ ràng hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần nho nhỏ trợ công một chút tầng này giấy cửa sổ khẳng định liền đâm thùng a chính là này nhìn hơi mỏng một chương giấy cửa sổ như thế nào liền như vậy ngạnh đâu huyền dịch trong lòng cười khổ cái gì giấy cửa sổ phong tầm vẻ mặt mờ mịt huyền dịch cái gì giấy cửa sổ không quan trọng quan trọng là người có tam cấp phong tầm rất rộng lượng xua tay ta đây đi trước tìm quân lão đại ân ân hảo đáng thương phong tầm cái gì cũng không biết liền đi tìm quân lâm uyên quân lâm uyên nhìn đơn độc tiến đến phong tầm cho mày sắc mặt càng thêm xanh mét phong tầm quân lão đại quân lão đại ngươi kêu chúng ta làm gì đâu quân điện hạ quyết đấu. Phóc, phong tầm thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Hắn còn nhớ rõ lần trước quân lão đại nói những lời này cảnh tượng khi đó hắn ở trên giường ước chừng nằm hơn phân nửa tháng. Cho nên, đường phong tầm nghe thế câu nói lúc sau, không nói hai lời. Xoay người liền bắt đầu chạy. Nhưng là thật vất vả tới tay bao cát quân điện hạ há dung hắn đào tàu. Tấu chương xong. Chương 884 quân điện hạ tích ngươi. 4. Cho nên, hắn duỗi ra tay, liền bắt lấy Phong Tầm sau cổ tử. Tránh ở tiết đôi sau huyền dịch vừa thấy, tức khắc liền không dũng khí đi phía trước đi rồi. Phong Tầm, quân lão đại, quân lão đại, ta không cần cùng ngươi quyết đấu, ta nhận thua, ta nhận thua được chưa? Không được. Này nơi nào quyết đấu a, à? căn bản chính là ta đơn phương bị ngươi đánh a, à? ô ô ô ta không cần. Ta không cần bị ngươi đánh vậy cho ta bồi luyện. Quân điện hạ cười lạnh, hắn trong lòng tà hòa cần thiết phát tiết ra tới, đương nhiên là bắt được ai chính là ai. Ai làm phong tầm là phượng tiểu vũ ca đâu. Thực mau, phong tầm giết heo tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Phượng vũ chạy nhanh tiến lên. Nhìn đến quân lâm huyên đơn phương ngược phong tầm, phượng vũ tức khắc nổi giận tiến lên vươn đôi tay, che ở phong tầm trước mặt. Một đạo bạo nổ trưởng lực nhắm ngay phượng vũ đầu chát đi. a à ở đây người tất cả đều phát ra một đạo tiếng kinh hô này một quyền qua đi phượng vũ đầu phi bị đánh nát không thể quân điện hạ liền như vậy chán ghét phượng vũ sao kỳ thật phượng vũ thật sự còn có thể a à. phượng vũ kinh sợ nhắm mắt lại vô tận trận gió giống như lưỡi đao ở trên mặt nàng đào qua này trong nháy mắt phượng vũ có một loại tiếp cận tử vong cảm giác liền ở trưởng phong khoảng cách phượng vũ chỉ có cuối cùng ba tức thời điểm Tiên a, ở đây rất nhiều người theo bản năng che lại hai tròng mắt. Bọn họ quả thực không dám nhìn đi xuống. Một màn này quá khủng bố, mà liền ở cuối cùng thời điểm, quân điện hạ quyền đầu cứng sinh sôi từ phượng vũ thái dương cọ qua. Tê, phượng vũ hít hà một hơi, vừa rồi kia một giây, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết. Quân Lâm Uyên nắm tay liền ngừng ở phượng vũ thái dương hắn gặp kia thị huyết bộc lộ mũi nhọn thâm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phượng vũ cường thế không ai bì nổi. Không khí dị thường ngưng trọng, rất nhiều người đều thế phượng vũ lo lắng. Trong đám người, không biết ai, thực nhẹ giọng nói, kỳ thật, Phượng Vũ thực tốt những lời này mang theo đầu. Đại gia tuy rằng sợ hãi quân Điện Hạ, vẫn là nhược nhược nói chuyện. Điện Hạ, Phượng Vũ thật sự thực hào nàng giáo hội chúng ta ở tại tuyết trong đồng. Nàng giáo hội chúng ta dùng nướng nhiệt cục đá sưởi ấm nàng điện hạ thỉnh tha phượng vũ bất tử đi không biết ai đi đầu kêu một tiếng lời này vừa nói ra tức khắc ở đây không ít người đều sôi nổi quỳ xuống trong miệng hô to điện hạ thỉnh tha phượng vũ bất tử quân điện hạ hắn tuy rằng tức giận đến tưởng bóp chết nha đầu này nhưng như thế nào bỏ được không nghĩ tới nha đầu này nhân duyên cũng không tệ lắm quân điện hạ thở phì phì chừng mắt phượng vũ liếc mắt một cái xoay người rời đi sư huyên các nàng đều xem ngây người Cư nhiên thật sự thành công. Phượng Tiểu Vũ, Phượng Tiểu Vũ mọi người đều bước nhanh sông lên, quan tâm vây quanh Phượng Vũ, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Người làm cái gì? Quân Điện Hạ như thế nào đối với ngươi như vậy hung? Kia không phải hung đi, kia căn bản là muốn giết Tiểu Vũ a. À? Cũng may, hiện tại rốt cuộc không có việc gì, Tiểu Vũ, về sau ngươi đừng đến Điện Hạ trước mặt lung lay. Bằng không khi nào bị bóp chết cũng không biết nhớ kỹ sao. Phượng Vũ, Đúng rồi, Phượng Vũ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Vũ vuốt đầu, nửa đêm bỏ quân Lâm Uyên dường chuyện này, mặc dù nàng là ôm đánh cuộc tâm thái. Nhưng rốt cuộc hảo tuyết không dễ nghe A à ta cũng không biết A. À. Phượng Vũ bắt lấy cái gáy, vẻ mặt vô tội mờ mịt. Đại gia nghĩ đến quân điện hạ kia hỉ nộ vô thường tính tình cao thâm khó đoán phong cách hành sự tất cả đều thở dài. Đáng thương Phượng Tiểu Vũ A, à? tấu chương xong. mươi 885 quân điện hạ thích ngươi. năm Ngươi lại đây ngươi lại đây phong tầm lôi kéo phượng vũ đi đến tuyết đôi mặt sau, huyền dịch tưởng lặng lẽ rời đi còn là bị phong tầm một cái tát cấp túm qua đi. Hiện trường chỉ còn lại có ba người. Bởi vì gió lớn cho nên tam tiểu chỉ ngồi xổm trên mặt đất làm thành một vòng tròn. Phong tầm lập tức liền hỏi phượng vũ, vừa rồi nhiều người nhiều miệng không hào hỏi. Nhưng hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta ba, ta nói muội muội a, à, vừa rồi ngươi cùng Quân lão đại rốt cuộc nói gì đó? Phượng Vũ vẻ mặt vô tội, không có gì a à, Phong Tầm cười lạnh, không có gì nói, Quân lão đại sẽ khí thành như vậy. Phượng Vũ, hắn khi nào không khí thành như vậy? Phong Tầm sờ sờ cái mũi, giống như cũng là nga. Nhưng là hắn vừa rồi đặc biệt sinh khí, cư nhiên kêu làm ta cùng hắn quyết đấu lại nói tiếp việc này, Phong Tầm còn lòng còn sợ hãi, hắn vỗ về ngực vị trí. Lần trước quân lão đại liền không biết trừ cái gì điên, một hai phải chạy tới cùng ta quyết đấu. Phượng Vũ nhíu mày, là hắn đơn phương tấu ngươi đi ta ca. Phong Tầm mau khóc, ngươi nha, đầu này nói chuyện liền không thể hàm xúc điểm sao? Bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta quân lão đại chưa bao giờ đánh nhau, hắn chỉ đánh người, hắn chưa bao giờ quyết đấu, chỉ tuyệt sát. Phượng Vũ ta nói không quyết đấu, ngươi biết hắn nói cái gì sao? Bồi luyện, phong tầm đầy ngập buồn bực không chỗ phát tiết bồi luyện A. À. Kia tốt xấu cũng đến lực lượng ngang nhau mới có thể đương bồi luyện đi. Muội muội ngươi cảm thấy ta được không? Phượng Vũ vuốt cái mũi, không quá hành. Cũng không phải là sao. Phong tầm tức giận đến dậm chân, cho hắn như vậy cao thủ bồi luyện ta liền thuần bao cắt hào sao. Phượng Vũ cùng huyền dịch đồng thời gật đầu. Phong tầm u oán xem xét huyền dịch liếc mắt một cái, huyền tiểu nhị, ngươi nói ngươi vận khí sao liền tốt như vậy. Huyền dịch ngạch, phong tầm, ngươi chừng nào thì không vội, cố tình khi đó cấp. Nếu ngươi ở tốt xấu này thương hai ta một người phân một nửa a. À. Huyền dịch sờ sờ cái mũi, ngạch phượng vũ cùng huyền dịch liếc nhau. Hai người đạt thành chung nhận thức tối hôm qua thượng đánh cuộc một chữ đều không được đề. Phượng Vũ đồng tình nhìn Phong Tầm, Phong Tiểu Tam cùng quân Lâm Uyên cùng nhau lớn lên, người có thể bình bình an an sống đến lớn như vậy cũng thật không dễ dàng. Không phải a, à, quân lão đại lần này là thật sự thực tức giận, đặc biệt đặc biệt tức giận cái loại này. Phong Tầm lắc đầu. Hắn thật sự thực tức giận. Ân, hắn không phải vẫn luôn đều sinh khí sao? Không phải đâu, buổi sáng thời điểm ta xem hắn còn thất thần đâu, không chỉ có thất thần, còn khóe miệng dơ lên. Không giống như là tức giận bộ dáng phong tầm vẻ mặt buồn rầu không nghĩ ra a à. huyền dịch ở một bên nhìn không khỏi cấp phong tầm điểm cái tán sau đó hắn lập tức đi xem phượng vũ sắc mặt phượng tiểu vũ như vậy băng tiết thông minh cô nương điện hạ như vậy rõ ràng khác thường nàng hẳn là có thể tưởng tượng đến nguyên nhân đi nhưng làm huyền dịch thất vọng chính là phượng vũ cau mày vậy kỳ quái a à, chiếu ngươi nói như vậy buổi sáng thời điểm hắn còn không có tức giận phong tầm gật đầu chính là hắn vừa rồi tới tìm ta không phải nổi giận đùng đùng hùng hổ sao đối đâu đó là vì cái gì đâu phong tầm cùng phượng vũ liếc nhau đồng thời trừng mắt chăm miệng một lời hắn chán ghét nhìn thấy người ta cái này phát hiện thật làm người uể oải phượng vũ cùng phong tầm đồng thời ủ rũ cụp đuôi không phải a à. này nhưng lo lắng một bên huyền dịch này hai hài tử ngày thường nhìn nhiều thông minh a à, nhưng hiện tại như thế nào liền cùng tiểu thiểu năng trí tuệ dường như đầu óc như thế nào liền truyền bất quá tới đâu. Tấu chương xong. Chương 886 quân điện hạ thích ngươi. 6. Huyền dịch ý đồ đưa bọn họ dẫn đường hồi chính đề tới. Các ngươi cảm thấy có thể hay không có như vậy một loại khả năng. Cái gì khả năng? Phượng Vũ cùng phong tầm đồng thời quay đầu. Nhìn không chớp mắt nhìn huyền dịch. Kỳ thật có hay không khả năng quân lão đại thích Phượng Tiểu Vũ đâu. Phốc ha 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 Phượng Vũ cùng phong tầm hai người kia, một cái phun, một cái cười ha ha, hơn nữa. Hai người bọn họ cư nhiên còn đều dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Huyền dịch đỡ chán, nguyên bản cho rằng, không thông suốt chỉ có quân lão đại một người, hiện tại xem ra, Phượng Tiểu Vũ cũng không thua kém chút nào cho nên quân lão đại truy thê lộ là chú định mệnh đồ nhiều trông gai lên xuống phập phồng khúc chất ly kỳ không dứt huyền dịch ngươi nói người ngốc không ngốc a à, thích vẫn là chán ghét ngươi đều nhìn không ra tới a à, phong tầm quả thực hết chỗ nói rồi từ phượng vũ xuất hiện bắt đầu ngươi cảm thấy quân lão đại đối nàng thái độ có hảo quá sao mỗi lần nhìn đến nàng không phải nhíu mày chính là sinh khí hoặc là chính là xem đều lười đến xem một cái xoay người rời đi hoặc là chính là thiếu chút nữa đem nàng đánh chết ngươi cư nhiên cảm thấy cái này yêu thích. Huyền dịch đỡ chán, quân lão đại ta là tưởng giúp ngươi, nhưng ngươi như vậy hố chính ngươi thần trợ công cũng thực vô lực được chứ. Đúng rồi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi. Phong tầm không để ý tới huyền dịch tiếp tục hỏi Phượng Vũ. Nhà các ngươi quân lão đại thực tức giận đúng vậy quân lão đại thực tức giận lần này hắn đặc biệt đặc biệt sinh khí trước khi hắn không như vậy a à, trước khi hắn cao quý lạnh nhạt đoan chính cẩn thận hỉ nộ không hiện ra sắc thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc chính là hiện tại hắn rất nhiều lần đều mất khống chế phong tầm vuốt cầm càng nghĩ càng cảm thấy không đúng là từ khi nào bắt đầu biến thành như bây giờ đâu khi nào phượng vũ nhíu mày bỗng nhiên phong tầm ngẩng đầu dùng một loại đặc biệt quái dị ánh mắt chừng mắt phượng vũ Phượng Vũ, ngươi làm gì? Này ánh mắt xem nhân tâm quả thực phát mau. Phong tầm bắt lấy Phượng Vũ từ bắc cảnh thời điểm bắt đầu. Càng xác thực nói là từ gặp được ngươi bắt đầu. Một bên huyền dịch, quả thực phải cho phong tầm vỗ tay. Xem ra hắn vẫn là không nói lời nào hảo, hắn không nói lời nào, phong tầm liền sẽ đem lời nói dẫn tới chính xác trên đường. Phượng Vũ lại nhíu mày, người ý tứ là nói ta chọc hắn sinh khí. Phong tầm ân 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 ta chọc hắn mất khống chế. Phong tầm ân ân ân. Hắn liền như vậy chán ghét ta. Chán ghét ta chán ghét đến loại tình trạng này. Phong tầm ân ân ân. Phượng vũ tức khắc ủ rũ cục đuôi, gục xuống đầu nhỏ, cả người đều héo héo, ta cũng không biết làm sai cái gì, hắn như vậy chán ghét ta chẳng lẽ ta tồn tại chính là cái sai lầm sao? Phong tầm xoa xoa nhà mình muội muội đầu nhỏ, nhà đầu đừng nhụt chí, quân lão đại không thích ngươi, còn có ca ca đâu, ca ca sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi huyền dịch hắn thật sự tâm hào mệt a à lại nghe đi xuống hắn cảm thấy chính mình sẽ nín thở mà chết hắn đứng lên lắc đầu buồn bực rời đi phượng vũ cùng phong tầm ngồi xổm trên mặt đất nhìn huyền dịch rời đi hai viên đầu nhỏ ghé vào cùng nhau phượng vũ huyền dịch giống như không mấy vui vẻ phong tầm vẻ mặt không sao cả biểu tình hắn khi nào vui vẻ qua Phượng Vũ nghĩ đến Huyền Dịch hàng năm banh một khuôn mặt giống nghiêm túc bản khắc tiểu lão đầu, gật gật đầu tán đồng phong tầm quan điểm. Tấu chương xong. Chương 887 Quân điện hạ thích ngươi. 7. Đáng thương Huyền Dịch khó được nhiều quản một lần nhàn sự, mà khi sự người lại càng đi càng oai, hắn cũng là thực tâm mệt. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ầm ầm ầm, một trận cự sấm vang động phượng vũ cùng phong tầm liếc nhau đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi chi sắc không tốt quả nhiên ngay sau đó đại địa nhịp đập một trận thật lớn nổ vang vang lên toàn bộ trên mặt đất có một đạo khủng bố sóng siêu âm phóng xạ tới tới đừng nói người khác chính là phượng vũ cùng phong tầm bọn họ đều cơ hồ đứng thẳng không được thiếu chút nữa muốn lăn xuống trên mặt đất như vậy cánh đồng tuyết hơn nữa như vậy sóng âm phượng vũ theo bản năng chiều núi cao xa xa nhìn lại Quả nhiên, tiết trắng xóa, giống như đất đá trôi cuồn cuộn mà xuống. Kia vô tận sườn dốc thượng, đại địa thượng tiết động, giống như sóng biển phập phồng. Không tốt, tuyết lờ, phượng vũ cùng phong tầm trong miệng tuôn ra một đảo kinh sợ chi sắc. Hai người đồng thời biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Nơi xa tiết sơn, giống như nước sông cuồn cuộn, bí mật mang theo đất đá trôi, điên cuồng thổi quét mà đến. Chạy, phượng vũ cùng phong tầm kinh hô một tiếng, hai người đều bằng đại tốc độ đi phía trước chạy như điên mà giờ phút này trong doanh địa người cũng đều phát hiện khác thường chạy 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 đại gia chạy mau a à. nếu bị chôn là thật sẽ chết người phong tầm la to vốn dĩ hắn trách nhiệm tâm cũng không như vậy cường nhưng ai làm lần này tiến vào bọn họ gánh vác trọng trách chính là bảo hộ này đó các thí sinh an toàn đâu tất cả mọi người hướng phía đông chạy mau a à. phong tầm một bên chỉ huy đại gia chạy trốn một bên khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa tuyết lờ cảnh tượng liền như vậy một lát thời gian hắn vừa chuyển đầu liền phát hiện trước mắt mất đi phượng vũ bóng dáng phượng vũ phượng tiểu vũ đâu phong tầm tức khắc lo lắng huyền dịch thấy phong tầm kêu tức khắc nóng này người mới vừa nói cái gì phượng tiểu vũ làm sao vậy nàng người đâu phong tầm lo lắng không biết à vừa rồi nàng còn ở ta bên người như thế nào không nháy mắt công phu người đã không thấy tăm hơi đâu nhà đầu này trên người lại không có linh lực tuyết lở một chôn liền rốt cuộc bào không ra a à. huyền dịch nếu bị tuyết lở chôn đảo cũng thế liền lo lắng sẽ bị tuyết đêm băng phách thú đương ăn vặt gấp cắn nuốt phong tầm huyền dịch cũng sốt ruột a à. người khác không biết quân lâm uyên tâm tư nhưng hắn biết a à, nếu phượng vũ có bất chắc gì kia toàn bộ ngạo thế cánh đồng tuyết sợ là sẽ trở thành một cái lịch sử di tích phong tầm cùng huyền dịch lo lắng nhưng nơi nơi đều không có phát hiện phượng vũ tung tích Nhà đầu này rốt cuộc đi nơi nào? Giờ phút này các thí sinh đều nối đuôi nhau mà ra, hướng phía đông phương hướng phóng đi. Phượng Vũ, Phượng Tiểu Vũ, Phượng Tiểu Vũ Tuyết Lở đều mau đến trước mắt, chính là Phong Tầm cùng Huyền Dịch lại đều còn tại chỗ. Này nhưng lo lắng rất nhiều thí sinh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn trên mặt rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ. Các ngươi kêu cái gì? Nhìn không thấy Tuyết Lở a? À? còn không mau cút đi. Quân Điện Hạ trong ánh mắt hàm chứa vẻ giận. Phong tầm lúc này cũng không dành lo quân Điện Hạ có phải hay không chán ghét Phượng Vũ, hắn gấp giọng nói, quân lão đại cứu mạng A. À? Phượng Tiểu Vũ đột nhiên đã không thấy tâm hơi, vậy phải làm sao bây giờ A? À? Phượng Tiểu Vũ, không thấy. Bốn phía trắng xóa một mảnh, cách đó không xa tiết động như thủy chiều thổi quét mà xuống, lộn xộn đám người, ồn ào thanh âm quân Điện Hạ trong tai lại chỉ có một thanh âm, Phượng Tiểu Vũ không thấy quân lão đại phượng tiểu vũ có thể hay không chết a à? ô ô ô ta cũng chỉ có này một cái muội muội aps đêm giáng sinh vui sướng nga cầu đề cử phiếu nga tấu chương xong chương 888 hùng hổ dọa người một Phong tầm còn không có gào xong, quân điện hạ cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay liền bóp chặt phong tầm yết hầu, mu bàn tay màu xanh lá mạch máu căn căn đột bạo hắn hai tròng mắt đỏ đậm, tờ máu dày đặc cơ hồ chừng xuất huyết tới. Uồng phong gào thét chung, hắn giống giận, nàng ở nơi nào biến mất. Không biết, vừa rồi nàng còn ở đứng ở ta bên tay phải quân lâm uyên ánh mắt theo phong tầm tầm mắt nhìn lại, chỉ trong nháy mắt. Cặp kỳ ánh mắt hiện lên một đạo hung ác chi sắc. Tiếp theo nháy mắt, suy. Quân lâm uyên trong tay kiếm đâm vào mặt đất. Phanh, một đạo máu tê từ mặt đất nổ bắn ra mà ra, phun phong tầm đầy đầu đầy cổ. Phong tầm, không đợi hắn phản ứng lại đây. Quân lâm uyên thân hình đã biến mất tại chỗ. Ngạo thế cánh đồng tuyết ở ngoài đế đô trong hoàng cung. Thái hậu đang ở sinh khí đâu, bạch công công tiến vào báo bệ hạ tả ra gia chủ tả minh cầu kiến. Quân võ đế mày nhíu lại. Tả ra này một thế hệ có hai cái nhi tử, một cái là đại nhi tử tả hách chết ở phượng vũ trong tay. Càng có tiền đồ chính là con thứ hai tả minh, cho nên tả minh kế tục ra chủ chi vị tả ra lúc này tiến cung, lại là vì sao? Tuyên. Tả Minh đến thời điểm, lại phát hiện không chỉ có quân võ đế ở, Thái Hậu Hoàng Hậu cũng ở, ngay cả phương các lão đều ở, Tả Minh ánh mắt cùng độc cô Hoàng Hậu ánh mắt ở giữa không trung đụng chạm. Lẫn nhau tránh đi. Bọn họ là biểu huynh muội nhưng rất nhiều người cũng không biết, bọn họ tuổi nhỏ thời điểm, từng ở bên nhau ở mấy năm, quan hệ phì thiền. Thần Tả Minh, bái kiến bệ hạ quân võ đế ừ một tiếng làm hắn miễn lễ tả ái khanh, xem ngươi thần sắc vội vàng, lại là vì sao? Tả Minh, bệ hạ, ngạo thế cánh đồng tuyết đã xảy ra chuyện. Quân võ đế nhìn hắn một cái, việc này, chậm đã biết được. Tả Minh tiếp tục đối quân võ đế hành lễ nói, bệ hạ. Đế quốc học viện hiện tại cùng ngạo thế cánh đồng tuyết mất đi liên hệ. Quân võ đế ừ một tiếng. Tả Minh nhìn phương các lão liếc mắt một cái, phương các lão nhưng có biện pháp khôi phục đế quốc học viện cùng ngạo thế cánh đồng tuyết liên hệ. Vương các lão nhíu mày. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tả minh tự mình tiến cung là vì sao? Này đầu mâu là thẳng chỉ chính mình a à, vương các lão đạm thanh nói, tạm thời còn vô. Tả minh trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt độ cung, chính là bệ hạ, vi thần nhưng thật ra có vài phần nắm chắc. Nga, quân võ đế nhìn tả minh, thái hậu trong lòng đại hỷ. Nàng lo lắng nhất chính là quân lâm nguyên an nguy, nếu có thể nhìn đến thái tử kia không thể tốt hơn bất quá hậu cung không được tham gia vào chính sự thái hậu cũng không thể nhiều lời nàng chỉ là nhìn chằm chằm quân võ đế quân võ đế trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc hắn chỉ đạm thanh hỏi tả tộc trưởng có gì biện pháp tả minh nói bệ hạ vi thần không gian thuật mấy ngày trước đây lại tấn chức cho nên vi thần có tin tưởng có thể làm được quân võ đế đôi mắt sáng ngời Tả Minh vốn là thực lực bất phàm, hiện tại lại tinh tiến một tầng, hắn ở không gian thuật một đường thượng, tạo nghệ phỉ thiền. Tả Minh ngạo nghễ nói, phóng nhãn toàn bộ quân võ đế quốc ở không gian thuật thượng, có thể thắng được ta Tả Minh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đứng đến bệ hạ ngài trước mặt. Duy độc vi thần một cái. Cho nên bệ hạ chỉ cần cấp vi thần quyền hạn, vi thần định đem hết toàn lực thử một lần. Tả Minh quỳ xuống, nửa người trên phủ phục trên mặt đất được rồi một cái trang trọng đại lễ. Quần võ đế đôi mắt nguy hiểm nửa nhau lại tới hắn xem bàn thượng chồng chất như núi tấu trương lại nhìn tả minh hùng hổ dọa người nhiều người như vậy đều tưởng bức phương các lão từ vị trí này thượng lui xuống đi sao tả minh một khi đem tin tức này thả ra đi đến lúc đó học sinh các gia trưởng chẳng phải đều phải điên rồi phương các lão đạm đạm cười tấu trương xong chương 889 nếu không được đâu. Bệ hạ, nếu tà tộc trưởng có thể khôi phục cùng ngạo thế cánh đồng tiết thông tin, cho hắn cái này quyền hạn lại như thế nào? Quần võ đế chừng mắt nhìn phương các lão liếc mắt một cái. Một khi cho quyền hạn, còn có thể thu trở về sao? Huống chi, liền tính thu trở về, phương các lão này đại lý viện trưởng làm, cũng không bằng tả minh đến dân tâm, đến lúc đó này đế quốc học viện viện trưởng chi vị cho ai? phương các lão đạm đạm cười, tà tộc trưởng liền có loại này tự tin. Tả minh kia trương cáo già xảo quyệt trên mặt hiện lên ưng coi nụ cười giả tạo tự nhiên. Phương viện trưởng, nếu không được đâu. Tả tộc trưởng, hiện tại nhiều ít học sinh ra trưởng đang ở nôn nóng chờ đợi bên trong tin tức. Nhiều ít thí sinh đang ở gặp phải sinh mệnh an toàn. Nếu bọn họ rõ ràng có thể được cứu vớt lại bị phương viện trưởng ngươi bởi vì cá nhân tư lợi mà chậm trễ, phương viện trưởng ngươi đảm đương khởi sao. Tả Minh không hổ là tả thanh loan cha, khí thế bàng bạc, hùng hổ dọa người, gần nhất liền đối phương các lão hùng hổ dọa người. Phương các lão mày nhíu lại. Hắn mơ hồ biết tiền nhiệm đại lý viện trưởng tả hách là Phượng Vũ giết chết, hắn càng mơ hồ biết năm đó Phượng Vũ tu vi bị phế cùng tả gia có quan hệ. Cho nên phương các lão ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm tả Minh. Hắn lần này tự mình tiến đến thật sự gần chỉ là hướng về phía viện trưởng chi vị mà đến. Vẫn là có mặt khác nguyên nhân phương các lão kia sắc bén mắt bắn về phía tà tộc trưởng. Mà giờ phút này, ngạo thế cánh đồng tuyết phía trên. Phượng Vũ là bị một trận đến xương lạnh băng bừng tỉnh. Đường nàng thức tỉnh lại đây thời điểm phát hiện nàng nằm trên mặt đất đỉnh đầu là trói lọi thái dương. Lóa mắt ánh mặt trời đâm vào nàng đôi mắt một trận đau. Bên tai truyền đến một trận chiến đấu thanh âm. Phượng Vũ nhìn đến một con toàn thân tiết trắng, long đầu, sư thân, toàn thân tiết trắng ma thú tuyết đêm băng phách thú a à? nó không phải đã bị quân lâm uyên giết sao nàng còn nuốt nó nội đan đâu không đúng phượng vũ bỗng nhiên nhớ tới tuyết đêm băng phách thú là có phần thân lúc ấy quân lâm uyên giết là tuyết đêm băng phách thú phân thân mà không phải nó bản thể phanh phượng vũ nhìn đến giữa không trung quân lâm uyên cùng tuyết đêm băng phách thú đang ở tiến hành kịch liệt chiến đấu kiếm quang lấp lánh đằng đằng sát khí Phượng Vũ muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình xương bả vai vị trí một trận đau đớn, nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện tới gần ngực vị trí. Một mảnh vết máu loang lổ, nhìn thấy ghê người. Đau quá. Phượng Vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Phượng Vũ có một loại cảm giác vừa rồi miệng vết thương đã ngừng huyết nhưng bởi vì nàng hoạt động cho nên miệng vết thương lại lại lần nữa nứt toạc. Máu tươi lại lần nữa thẩm thấu mà ra đau quá. Phượng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất xỉu đi liền ở nàng trước mắt biến thành màu đen thời điểm bỗng nhiên nàng nhìn đến một bóng ma xuất hiện ở trên không bao phủ trụ này một phương tiên vực phượng vũ ngẩng đầu nhìn lại khiếp sợ phát hiện tuyết đêm băng phách thú chính lấy một loại làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ chiều nàng bạo hướng mà đến nó móng vuốt bén nhọn sắc bén như ra khỏi vỏ hàn nhận phượng vũ nháy mắt minh bạch nàng ngực thương chính là bị tuyết đêm băng phách thú móng vuốt véo nhập tạo thành khó trách miệng vết thương có vài cây huyết động. Tiết đêm băng phách thú tốc độ quá nhanh, màu phượng vũ không kịp phản ứng. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt phượng vũ căn bản phản ứng không kịp bất quá liền tính nàng phản ứng lại đây cũng tuyệt trốn không thoát đi bởi vì nàng thâm chịu coi trọng hành động chậm chạp. Liền ở tuyết đêm băng phách thú móng vuốt khoảng cách phượng vũ không đủ một thước khoảng cách thời điểm. Giác, một thanh không biết từ chỗ nào bay tới kiếm, chạm ở tuyết đêm băng phách thú móng vuốt phía trên ca tấu chương xong. Chương 890 những người khác đâu. Tiết đêm băng phách thú tam can lợi chảo bị dễ phụ chặt đứt. Tiết đêm băng phách thú lợi chảo chỗ tiêu ra tam bồng huyết trụ. Huyết trụ phun thượng phượng vũ, xối nàng vẻ mặt máu loãng. Phượng vũ đều ngốc. Tiết đêm băng phách thú cặp kia hung ác nham hiểm thô bạo mắt hung tợn chừng mắt nhìn phượng vũ liếc mắt một cái. Nó có thể từ phượng vũ trong cơ thể cảm nhận được thuộc về nó nội đan hơi thở. Cuối cùng thật sâu nhìn chằm chằm phượng vũ liếc mắt một cái sau. Biết đêm băng phách thú xoay người nhanh chóng thoát đi. Kiếm ở giữa không trung đánh cái xoay chuyển lại lần nữa rơi xuống quân lâm uyên trong tay. Thẳng đến giờ khác này, phượng vũ kia khẩu khí mới chậm rãi từ trong miệng thở ra. Từ tuyết đêm băng phách thú xuất hiện đến nàng trước mặt bắt đầu, ở sinh mệnh bị uy hiếp khẩn trương không khí hạ, nàng đều quên hô hấp. Phượng Vũ nhìn xem bốn phía. Này phiến to như vậy tuyết vực thượng không có một bóng người, duy độc nàng cùng quân lâm uyên hai người. Nhìn quân điện hạ trong tay chấp kiếm, đi bước một chiều nàng đi tới. Mặc phát thiếu niên, và áo phiêu phiêu, tuyệt thế kiếm thuật khí phách phi dương. Không biết vì sao, Phượng Vũ thế nhưng xem có chút ngây ngốc liền chúng ta hai người sao những người khác đâu như thế nào không có nhìn đến phượng vũ vừa mới mở miệng quân lâm uyên liền nửa ngồi xổm xuống cặp kia thị huyết hai chồng mắt hung ba ba chừng mắt phượng vũ phượng vũ ngươi quân điện hạ đổ ập xuống chính là một đốn mắng ngươi là ngu ngốc sao thấy tuyết đêm băng phách thú sẽ không trốn sao phượng vũ bị mắng có chút ngốc ta như thế nào biết ta còn không có phản ứng lại đây đã bị câu đi rồi ta cũng thực ngốc a à? quân điện hạ hàn một khuôn mặt đứng lên muốn đi phượng vũ tức khắc nóng này này to như vậy cánh đồng tuyết thượng thị lực có thể đạt được đều là tuyết trắng xóa chỉ có bọn họ hai người tuyết đêm băng phách thú càng là như hổ rình môi nếu hắn đi rồi chính mình cũng chỉ có từ lộ một cái phượng vũ đem này mệnh xem nhưng quan trọng nàng duỗi ra tay liền túm chặt quân lâm uyên ống tay áo quân điện hạ xoay người chừng mắt phượng vũ Phượng Vũ trên mặt bài trừ một mặt lấy lòng cười, hắc hắc đột phát biến cố, chúng ta hai người bị vọt tới cùng nhau, cũng là rất có duyên phận sao, đúng hay không? Quân điện hạ dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái. Cái gì duyên phận, rõ ràng là hắn nhìn chằm chằm vào nàng hảo sao? Ở nàng xảy ra chuyện thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là tìm nàng hảo sao? Bằng không lấy tiết đêm băng phách thú tốc độ, hắn cũng đuổi không kịp, chỉ kém một chút nàng liền chết tư tế nghĩ vậy quân lâm uyên kia hai mắt mắt càng thêm sương lạnh bao phủ chừng mắt phượng vũ tầm mắt càng thêm hung phượng vũ cắn môi dưới làm sao bây giờ quân lâm uyên giống như thực tức giận bộ dáng bất quá hắn khi nào không tức giận phượng vũ lôi kéo túm quân điện hạ kia to rộng tay áo lúc ẩn lúc hiện thanh âm chậm gì gì quân điện hạ ngươi tiến vào không phải bảo hộ thí sinh sao ta cũng là thí sinh chi nhất a à, đúng hay không cho nên ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ đúng không Quân điện hạ hàn một chương kinh thế tiệt diễm thâm thúy dung nhan, nhìn chầm chầm Phượng Vũ, nhảy ra hai chữ, buông tay. Phượng Vũ liều mạng lắc đầu. Lúc này nếu là làm quân lâm uyên đi rồi, kia tuyết đêm băng phách thú tùy thời sẽ sông lên, xé rách nàng ngực đào nội đan. Không cần a. À. Phượng Vũ cắn môi dưới, cặp kia đáng thương hề hề mắt đẹp lã chả trực khóc, nhu nhược đáng thương nhìn quân điện hạ, không cần không cần đi anh 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 cốt khí tính cái gì. Tôn nghiêm có tác dụng gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là mạng sống a. Phượng Vũ mắt trông mong, đáng thương hề hề, khẩn cầu nhìn Quân Lâm Uyên. Quân điện hạ đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhưng biểu tình vẫn là hung ba ba, còn có nghĩ trị liệu. Tấu chương xong. Chương 891 ngươi muốn làm sao? A, à, nga, Phượng Vũ tức khắc phản ứng lại đây quân lâm uyên trầm khuôn mặt ở phượng vũ trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Hắn cặp kia tinh tế nếu không có xương bàn tay hướng phượng vũ tới gần trái tim địa phương. Phượng vũ bản năng phản ứng đặc biệt hảo. Nàng đôi tay che lại ngực vị trí, đề phòng chừng mắt quân lâm uyên, ngươi muốn làm sao? Hắn lạnh như băng nhìn trầm trầm phượng vũ, không chỉ. Ta ta chính mình chỉ quân điện hạ cười lạnh một tiếng, tiết đêm băng phách thú lợi chảo từ ngươi xương bà vai lực thấu mà qua, từ phía sau lưng xuyên qua, ngươi có thể chính mình chỉ. Phượng Vũ, chính là quân điện hạ ngạo mạn liếc Phượng Vũ trước ngực liếc mắt một cái, đứng dậy. Ngươi, ngươi phải đi. Phượng Vũ trong lòng hoảng hốt, quân điện hạ lạnh nhạt không nói lời nào. Phượng Vũ trong lòng một trận khí khổ. Quân Lâm Uyên thoạt nhìn hảo không kiên nhẫn bộ dáng cũng là, hiện tại nàng, chính là cái phiền toái tay này, hơn nữa vẫn là ăn vạ hắn bên người phiền toái tay này. Phượng Vũ càng nghĩ càng giận nỗi. Quân Lâm Uyên quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến tiểu nha đầu gục xuống đầu, phồng lên bánh bao mặt gục đầu ủ rũ bộ dáng. Lại lạnh nhạt người, lại kiên cố nội tâm. Nhìn như vậy Nguyễn Manh biểu tình quân điện hạ nội tâm thở dài. Hắn lại ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, chẳng qua, giây tiếp theo tê kéo, Phượng Vũ vai chỗ quần áo bị xé rách. A à Phượng Vũ kinh hô một tiếng, phía sau lưng dựa vào một bên tuyết trên tường. Mở to hai mắt hoảng sợ chừng mắt quân lâm uyên. Quân điện hạ kia trương thâm túy tuấn Mỹ dung nhan thượng thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc cảm xúc băng gắt gao. Nhìn đến kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, hắn trong mắt nổ bắn ra ra xích. Hai thốc giống như bị bậc lửa ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt kia tuyết trắng da thịt trong trắng lộ hồng kiểu nộn phượng vũ nhìn quân lâm uyên cặp kia tinh mắt nhìn hắn đáy mắt thay đổi thất thường cảm xúc có phẫn nộ có thương tiếc có nóng bỏng có cực nóng có rất nhiều rất nhiều nàng đọc không hiểu cảm xúc đem đôi mắt nhắm lại quân lâm uyên không biết từ nơi nào lấy một kiện gió to xưởng đối phượng vũ đổ ập xuống liền ném đi dày rộng gió to xưởng che lại phượng vũ đầy đầu đầy cổ phượng vũ chính cảm thấy lãnh không nghĩ tới ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, cũng thật kịp thời a. À. Bất quá quân lâm uyên thật đúng là rất quy củ, quần áo thật chỉ xé đến nàng xương bà vai chỗ, phía sau lưng cũng đồng dạng như thế, cho nên, phượng vũ ở lúc ban đầu khẩn trương qua đi. Cảm xúc liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là quân lâm uyên, hắn một bên xử lý miệng vết thương, trên trán còn một bên đổ mồ hôi. Người thực nhiệt sao, phượng vũ khó hiểu nhìn quân điện hạ, bởi vì gang tức khoảng cách cho nên phượng vũ thực có thể rõ ràng nhìn đến quân lâm uyên kia tế bạch sứ trên chán, che kín tinh mịn mồ hôi quân điện hạ banh một khuôn mặt không nghĩ nói chuyện phượng vũ thậm chí có thể cảm giác được quân lâm uyên phun ở trên mặt nàng kia cực nóng hơi thở hơi thở của ngươi hảo năng nên không phải là phong tài nhập thể đi phượng vũ có chút lo lắng tinh tế như ngọc tay bao trùm ở quân điện hạ trên chán. lạnh lẽo tay nhỏ cực nóng cái chán hai người đều theo bản năng run rẩy một chút. Quân điện hạ cắn răng, nhà đầu này rốt cuộc có biết hay không, nàng tới gần là chơi với lửa. Buông, quân điện hạ thanh âm, lãnh nếu xương lạnh, nháy mắt đề cao, nghe đã lạnh nhạt lại hung ác. Phượng Vũ bị uống trụ, đốn giác ủy khuất. Nàng hảo ý quan tâm hắn, lại tao tới một đốn gầm lên thật là càng nghĩ càng ủy khuất. Bất quá tưởng cũng là quân lâm uyên như vậy chán ghét nàng, như thế nào sẽ vui nàng đụng chạm tuy rằng nàng vừa rồi là xuất phát từ dược sư đối người bệnh bản năng. Tấu chương xong. Chương 892 cảm ơn ngươi. Phượng Vũ xem xét quân Lâm Uyên liếc mắt một cái thu hồi tay mình. Phượng Vũ cắn răng u oán nhìn quân Lâm Uyên. Quân Điện Hạ cũng cảm thấy vừa rồi ngữ khí có chút trọng nhưng giống hắn như vậy ngạo kiều người sao có thể sẽ kéo xuống mặt tới xin lỗi hắn banh mặt như cũ không nói lời nào, chỉ vùi đầu cấp phượng vũ chữa thương. Trong lúc nhất thời, không khí có một loại quỷ dị an tĩnh cùng với xấu hổ. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Phượng Vũ dẫn đầu ra tiếng. Quân điện hạ liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái. Không nói lời nào. Ngươi có thể nói cho ta những người khác thế nào sao? Bọn họ còn sống sao? An toàn sao? Còn có ngự minh dạ quân điện hạ nguyên bàn có chút hòa hoãn ánh mắt giờ khác này giống như lợi kiếm bắn về phía phượng vũ hung cực kỳ phượng vũ trong lòng co rúm lại một chút phượng vũ liếc quân lâm uyên liếc mắt một cái lầm bầm lầu bầu còn nói chưa từng có đem hắn đương đối thủ đâu hiện tại để hắn một câu liền sinh khí liền cùng kẻ thù giết cha dường như quân điện hạ xanh mặt phượng vũ hảo sao không đề cập tới liền không đề cập tới phượng vũ sờ sờ cái mũi nếu quân lâm uyên không thích kia nàng cũng liền không tự thảo không thú vị không khí có chút quái gì quân lâm uyên bỗng nhiên đứng dậy, phượng vũ vội và ngẩng đầu xem hắn. Người tưởng đông chết, không phượng vũ chạy nhanh lắc đầu, kia chẳng phải là, quân điện hạ không có xem nàng, trắng nõn như ngọc ngón tay tung bay, bất quá nháy mắt. Phượng vũ phía sau vốn có một đồ tiết tường, mà giờ phút này, lấy này đồ tiết tường làm cơ sở chuẩn, mặt khác ba mặt tiết tường cũng đều kiến thành, cuối cùng. Xuất hiện một cái nhọn nhọn không đỉnh. Phượng vũ một phút trong vòng dựng ra một cái kiên cố mà rắn chắc tiết phòng. Quân Lâm Uyên chiêu thức ấy quả thực làm người vụ án tán dương. Phượng Vũ quả thực xem ngây người. Liền ở nàng nhìn khắc băng nắp nhà xem ngốc khi quân Lâm Uyên cất bước đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Phượng Vũ tức khắc nóng này. Băng bó xong, cái hảo nhà ở, hắn nên sẽ không đã tận tình tận nghĩa, sau đó đem nàng ném ở chỗ này đi. Nếu là ngày thường, Phượng Vũ còn ước gì đâu, nhưng hiện tại tiết đêm băng phách thú liền ở bốn phía như hồ rình mồi, nó một cái tát xuống dưới, Phượng Vũ cả người cũng chưa. Nàng tống A. À. Săn thú, hắn ném ra hai chữ, lập tức rời đi, nháy mắt cũng chỉ dư lại một cái nhàn nhạt điểm đen. Hảo đi, săn thú nói, hẳn là thực mau liền sẽ trở về đi. Phượng Vũ toàn thân đều bị đẹp đẽ quý giá dày nặng gió to sưởng bao vây lấy, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía cái này gió to sưởng có thuộc về quân lâm uyên mát lạnh hương vị, trên đời này độc nhất vô nhị hơi thở, cư nhiên cực kỳ dễ người. Bị gió to sưởng bao vây lấy, Phượng Vũ bị một loại nói không nên lời cảm giác an toàn vây quanh. Kỳ quái Phượng Vũ mày nửa nhăn lại tới. Nàng không phải chán ghét quân lâm uyên sao? Cư nhiên không kháng cự hắn hơi thở. Phượng Vũ ánh mắt loạn ngắm. Gì? Bên người nàng này đổ ngay từ đầu liền có tiết trên tường, như thế nào sẽ có một mặt vết máu? nàng vẫn luôn đều không có hoạt động quá vị trí, như thế nào sẽ đem huyết dính vào kia. Cho nên khẳng định không phải nàng huyết. Nơi này cũng chỉ có nàng cùng quân lâm uyên hai người a Phượng vũ một phách đầu, quân lâm uyên ăn mặc màu đen áo choàng trên người vết máu nhìn không ra tới. Nhưng dựa vào tiết bạch sắc băng trên vách thời điểm tự nhiên mà vậy liền dính vào. Hắn cư nhiên bị thương. Hơn nữa xem máu nhan sắc như thế nào có điểm màu lục đậm. Phượng Vũ cố nén đau đớn, hoạt động một chút vị trí, móng tay từ trên vách tường khấu một chút máu xuống dưới. Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng người một chút. Này hương vị làm Phượng Vũ có một loại không tốt lắm sự cảm. Tấu chương xong. Chương 893 Quân Lâm Uyên ngươi thật sinh khí lạp. Ngươi không muốn sống nữa quân lâm uyên đem một con ngốc hưu bào hướng trên mặt đất một ném nửa ngồi xổm phượng vũ trước mặt giơ tay gian đem tuyết trên tường vết máu hủy diệt phượng vũ nhìn quân lâm uyên trong mắt hiện lên một mạt quan tâm người bị thương quân điện hạ cười lạnh nhiều mấy mẹ a có người đánh nhau không bị thương phượng vũ chính là phong tầm nói người chưa bao giờ đánh nhau chỉ đánh người quân lâm uyên a à. phượng vũ nghiêm túc nhìn hắn người có hay không cảm giác được nơi nào không thoải mái quân điện hạ nửa ngồi xổm xuống cặp kia thân thiết mắt nhìn chằm chằm nàng trong mắt có một mặt ý vị không rõ cảm xúc ngươi ở quan tâm ta quan tâm phượng vũ cũng không cảm thấy chính mình ở quan tâm hắn hiện tại ta bị thương toàn dựa ngươi nếu ngươi ngã xuống đi ta đây làm sao bây giờ phượng vũ thực nghiêm túc giải thích sau đó phượng vũ kinh ngạc nhìn đến quân lâm uyên mặt nháy mắt biến thành xanh mét sắc kia hai mắt mắt giống như bậc lửa hai thốc ngọn lửa cực nóng ngọn lửa cơ hồ đem nàng cắn nuốt phượng vũ theo bản năng sau này rụt rụt quân lâm uyên hít sâu một hơi xoay người sang chỗ khác một chân đá vào kia chỉ đã buông tha huyết ngốc hưu bào trên người phượng vũ nàng bất đắc dĩ nhìn quân lâm uyên người này như thế nào như vậy hỉ nộ vô thường âm tình bất định thật sự rất khó quá hào ai Bất quá, hiện tại Phượng Vũ là thật sự không thể chọc bực quân Lâm Uyên, nàng chống vách tường đứng lên, người phóng hưu bào đừng nhúc nhích ta tới xử lý ta mau chết đói. Nhưng là quân Lâm Uyên lại không có lý nàng, giá nổi lên nướng giá, xử lý tốt áo choàng thịt một lòng một xạ đặt ở thịt nướng thượng. Hắn chuyên chú mà nghiêm túc nhìn chầm chầm thịt nướng, sắc mặt xanh mét cơ bắp căng thẳng, toàn thân tàn ra hàn khí. Chính là Phượng Vũ như thế nào cảm thấy hắn đang giận lẫy giống tiểu hài từ sinh khí lại không muốn biểu đạt cái loại này giận dỗi là nàng ảo giác đi quân lâm uyên phượng vũ thử hô một tiếng quân điện hạ xoay người đưa lưng về phía nàng phượng vũ đỡ vách tường đi đến trước mặt hắn quân điện hạ quân lâm uyên lại xoay người đưa lưng về phía nàng phượng vũ thật là đang giận lẫy tiểu hài từ tức giận cái loại này không phải đâu quy quân lâm uyên ngươi thật sinh khí lạc phượng vũ bắt lấy quân lâm uyên ống tay áo mắt trông mong nhìn hắn Quân điện hạ không thể tưởng ném ra tay nàng, nhưng nhìn đến nàng vẻ mặt tái nhợt. Nghĩ đến nàng thương, hắn chỉ có thể đứng thẳng bất động bất động. Nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, nếu liền chúng ta đều cho nhau không thèm nhìn nói, kia nhiều nhàm chán a à. phượng vũ dựa gần quân lâm uyên bên người ngồi xuống. Nhìn trước mắt thiêu đốt ánh lửa, quay đầu nhìn quân lâm uyên, tươi cười sán lạn, ta nói không sai đi. Quân lâm uyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chuyên chú hắn nướng BBQ. Quân Lâm Uyên, chúng ta hảo hảo tâm sự bái. Phượng Vũ bởi vì bị thương cho nên thanh âm suy yếu, nhỏ giọng. Đặc biệt chọc người thương tiếc. Quân Lâm Uyên trắng nàng liếc mắt một cái tiếp tục không để ý tới. Ta biết ngươi ở sinh khí. Phượng Vũ nhìn dung nhan bị ánh lửa chiếu rọi mê ly mông lung tiệt sắc thiếu niên, vẻ mặt vô tội chính là ta như thế nào đều tưởng không rõ, ngươi vì cái gì sinh khí. Ở tức giận cái gì, ngươi có thể nói cho ta sao? Lần sau ta chú ý điểm tận lực không chọc ngươi bái. Thiếu nữ dung nhan ngây thơ, thanh âm kiều nhu, nhỏ giọng, mềm mại cực kỳ quân điện hạ chỉ cảm thấy đầu quả tim có người cầm bút lông nhẹ nhàng quét qua, lại tô lại ma. Quả thực làm người chống đỡ không được thiếu chút nữa liền mềm lòng. Chính là Quân điện hạ nghĩ lại tưởng tượng, bỗng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn cảm xúc cư nhiên có thể bị nàng rõ ràng ảnh hưởng đến. Tấu chương xong, Chương 894 người đều không thẹn thùng. Khi thì bởi vì nàng mà sinh khí, khi thì bởi vì nàng mà ngọt ngào, bởi vì nàng mà cảm xúc trên dưới dao động. Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy trong lòng một trận dùng mình, hắn đột nhiên đứng dậy. A, à, Phượng Vũ Nguyên bản cùng hắn dựa vào gần, cơ hồ dựa gần, nhưng Quân Lâm Uyên như vậy vừa đứng lên, Phượng Vũ tức khắc một cái không xong, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Quân Lâm Uyên tay mắt lanh lẹ túm chặt nàng. Đau tuy rằng quân điện hạ phản ứng mau nhưng phượng vũ vẫn là một trận lào đào xé rách đến miệng vết thương ngô phượng vũ hít ngực một hơi khí lạnh hốc mắt nháy mắt ướt át đau quá nên sẽ không đem miệng vết thương xả hỏng rồi đi phượng vũ vạch trần gió to xưởng nhìn xương bà vai vị trí còn hảo còn hảo máu tươi không có thẩm thấu ra tới có thể thấy được miệng vết thương không có xả hư phượng vũ thở phào một hơi quân lâm uyên kiếm phượng vũ như vậy tự nhiên liền vén lên gió to sườn lộ ra kia phiến lỏa lồ ra thịt hắn cặp kia mài kiếm nhíu chặt người đều không thẹn thùng quân điện hạ nhìn trầm trầm phượng vũ ánh mắt phức tạp quần áo xé rách vai lòa lồ này nếu là đổi làm giống nhau nữ hài sao có thể làm trò hắn người nam nhân này mặt vạch trần gió to sườn kiểm tra miệng vết thương chính là nha đầu này lại giống ăn cơm uống nước như vậy tự nhiên phượng vũ vẻ mặt vô tội ngược lại khó hiểu nhìn quân lâm uyên còn không phải là xương bả vai sao trước kia mùa hè xuyên điếu ngạch dù sao loại này chừng mực có quan hệ gì có quan hệ gì quân điện hạ dùng một loại khó có thể tin ánh mắt chừng mắt phượng vũ ngươi lại làm sao vậy phượng vũ vẻ mặt đưa đám nhìn quân lâm uyên rõ ràng vừa rồi sắc mặt của hắn đều chuyển biến tốt đẹp nhưng đột nhiên lại đêm đen đi nàng đều mau khóc còn có thể tìm được một vị so quân điện hạ càng khó lấy lòng người sao. Như vậy hỉ nộ vô thường âm tình bất định, nàng căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu cô nương ra ra, phải hiểu được giữ mình trong sạch nhưng nhớ kỹ. Quân điện hạ trừng mắt phượng vũ, chỉ cần tưởng tượng đến, nàng có khả năng ở nam nhân khác trước mặt như vậy quân điện hạ liền hận không thể bóp chết phượng vũ. Phượng vũ thật là không thể hiểu được a à, nàng như thế nào liền không giữ mình trong sạch. Bất quá cũng may quân lâm uyên vô dụng không biết liêm sỉ này bốn chữ, bằng không phượng vũ lại muốn tạc mau. Nhưng, nhớ chủ, quân lâm uyên nhéo phượng vũ thủ đoạn, gần từng chữ một cảnh cáo. Hắn đôi mắt vô cùng nghiêm túc, không có một chút vui đùa thành phần. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, phượng vũ không thể không tạm thời khuất phục, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Phượng vũ khó được như vậy thuận theo không phản bác quân lâm uyên trong khoảng thời gian ngắn còn sừng sốt. Quân Lâm Uyên, ta mau chết đói. Thấy quân Điện Hạ không như vậy sinh khí, Phượng Vũ chạy nhanh đánh xà tùy bồng thượng, kéo quân Lâm Uyên ống tay áo đong đưa, một bên đong đưa một bên bĩu môi. Này mềm giọng manh âm. Đã biết đã biết, quân Điện Hạ có chút không kiên nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái, nhưng đỡ nàng ngồi xuống thời điểm, động tác lại mềm nhẹ như là ở phùng dễ toái tuyệt thế chân bảo. Nhìn quân Lâm Uyên cặp kia thon dài trắng nõn tay, linh hoạt phiên động nướng giá thượng nướng BBQ, Phượng Vũ đang muốn nói chuyện liền thấy quân lâm uyên từ ống tay áo chung lấy ra một đám chai lọ vải bình. Dầu muối thì là trở ra vị hương liệu phấn. Hắn ở nàng trước mặt một chút che giấu động tác đều không có. Người ống tay áo có thể trang hạ nhiều như vậy chai lọ vải bình sao? Hơn nữa lấy quân lâm uyên thói ở sạch, hắn sẽ làm mấy thứ này trang ở hắn ống tay áo. Không gian túi chữ vật, quân lâm uyên hừ nhẹ. Phượng Vũ trong lòng ngẩn ra, ngươi đều không che giấu một chút sao? Tấu chương xong. mươi 895 liền không thể nhiều hống hai câu sao. Trẻ giấu cái gì, không gian túi chữ vật à, như vậy chân quý đồ vật nếu là bị người đã biết đã biết lại như thế nào. Quân điện hạ khó hiểu nhìn tô lạc. Người sẽ không sợ bị người nhớ thương Nga đối. Phượng Vũ xuất cuộc phản ứng lại đây, nàng thật là hạt nhọc lòng, vị này chính là ai giận giữ thiên hạ biến trí tôn vương giả quân điện hạ. Ai dám nhớ thương bảo bối của hắn, ngại chính mình mệnh quá dài sao. Nhìn này không gian túi chữ vật phượng vũ trong lòng vừa động. Nàng có tùy thân không gian nhưng lại không thể dùng bởi vì kia quá mức hy hữu Nếu là nàng có thể làm đến một cái không gian túi chữ vật liền có thể đối tùy thân không gian làm che giấu. Nghĩ vậy, phượng vũ trong lòng vừa động này không gian túi chữ vật hiếm lạ sao. Quân Điện Hạ Liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, đối nàng lời nói không tỏ ý kiến. Phượng Vũ sờ sờ cái mũi, hảo đi, nàng hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Kia nếu ta muốn nói muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng được đến? Phượng Vũ thay đổi một loại hỏi pháp, Quân Lâm Uyên, nằm mơ? Phượng Vũ tức khắc bị cả giận, Quân Lâm Uyên ngươi có ý tứ gì? Quân Điện Hạ nghiêm trang, mặt chữ thượng ý tứ. Phượng Vũ mau bị tức điên, ngươi Phượng Vũ hừ một tiếng, quay đầu đi, đôi tay hoàn cánh tay, không cần cùng ngươi nói chuyện. Quân Lâm Uyên đưa qua đi một chuỗi nướng tốt hưu bào thịt. Cũng không biết quân Lâm Uyên như thế nào nướng, mùi hương phát mũi, nồng đậm phi thường, làm người nghe chi liền ngón trỏ đại động. Hừ ta không cần ăn. Phượng Vũ đôi tay ôm cánh tay. Ngạo kiều nâng cầm, giày tiếp theo kia xuyến thịt nướng liền thu hồi đi. Phượng Vũ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến kia thịt nướng chỉ còn lại có xiên tre, mà không có thịt. Quân Lâm Uyên ngươi liền không thể nhiều hống hai câu sao. Đệ nhị xuyến thịt nướng lại đưa qua. Phượng Vũ đang muốn làm ra vẻ một chút, nhưng là nghĩ đến quân Lâm Uyên hoàn toàn sẽ không hống, còn sẽ bản thân ăn luôn, vì thế, nàng cũng không làm kiêu. Một phen tiếp nhận tới liền gặm chỉ cắn một ngụm, Phượng Vũ đôi mắt liền trừng lớn. Hảo Mỹ vị thịt nướng nồng đậm mùi hương, tươi ngon hương vị, nhiều một phân quá lão, thiếu một phân quá non, tươi mới nhiều nước, vào miệng là tan độc cụ phong vị. Phượng Vũ ăn nhiều năm như vậy thịt nướng, vẫn là lần đầu tiên, chỉ một ngụm liền tưởng hạnh phúc lưu nước mắt. Ngao ô Phượng Vũ một ngụm đem thịt nướng nuốt, sau đó mắt trông mong nhìn quân điện hạ. Chính là chúng ta vị này quân điện hạ, cũng là kỳ quái, người khác thịt nướng đều là dùng một lần một phen nướng nướng, nhưng hắn lại là một chuỗi một chuỗi tới, bất quá tốc độ là thật mau một phút có thể ra tới một phần. Phượng Vũ nhìn nhìn, liền nhìn ra một chút môn đạo tới. Khó trách hương vị sẽ như vậy hảo, quân lâm uyên ở nướng BBQ thời điểm, phóng xuất ra hắn căn nguyên dị hỏa chi lực, hơn nữa hắn đối xị hỏa lực lượng khống chế, đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Hắn thế nhưng có thể đem dị hỏa chia làm dây nhỏ một sợi một sợi thấm nhập đến thịt bên trong, đem một phần thịt hạt hòa tan, khó trách sẽ như vậy tươi mới nhiều nước vào miệng là tan này thịt nướng, trừ bỏ quân Lâm Uyên, khắp thiên hạ sợ là không người thứ hai có thể làm ra tới. Phượng Vũ cặp mắt kia, gắt gao nhìn chầm chầm quân Lâm Uyên trong tay kia xuyến thịt trong mắt đều mau đột ra tới, nhưng mà ở Phượng Vũ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Quân Điện Hạ cũng đã hưởng dụng này một chuỗi. a à, ta thịt, Phượng Vũ nhìn sạch sẽ xiên tre, nước mắt đều mau rơi xuống. Nàng đôi tay túm quân Lâm Uyên cánh tay, nước mắt lưng chồng ta thịt. Ta thịt, ta thịt kia chỉ là bình thường thì sao? Không phải, tấu chương xong. Chương 896 ta còn là không phải người thương yêu nhất tiểu muội muội. Nơi đó mặt ẩn chứa quân lâm nguyên căn nguyên dị hỏa năng lượng, hơn nữa là bị hỏa tan sau dị hỏa năng lượng là có thể bị nhân thể hấp thu. Phượng Vũ vừa rồi rõ ràng cảm giác được đan điền hỏa chi nguyên tố chướng một chút. Này nơi nào là thịt nướng? đây là thần thịt a à. Quân Lâm Nguyên không chút để ý liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái. Tiểu Điểu Nhi gào khóc đòi ăn bộ dáng nhà đầu này thật đúng là giống tiểu hài tử giống nhau, làm người tưởng xoa xoa nàng đầu. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng quân điện hạ ngạo kiều đâu, mới sẽ không biểu đạt ra tới. Hắn giơ tay kia một chuỗi thịt nướng liền phải hướng chính mình trong miệng tắc. a a a ta thịt, ta thịt, Phượng Vũ lo lắng, nhéo quân Lâm Nguyên cánh tay liền phải đoạt nhưng quân điện hạ liền không cho. Phượng Vũ cả người đều mau treo ở trên người hắn hướng lên trên bò, cho ta cho ta cho ta. Không cho, Quân Lâm Uyên, hừ, quân điện hạ hừ, quân ca ca quân ca ca quân ca ca, quân ca, ca ta còn là không phải ngươi thương yêu nhất tiểu muội muội. Phượng Vũ người này hoàn toàn không tiết tháo, vì miếng ăn, nàng lời này đều nói ra. Hơn nữa vẫn là cái loại này làm nũng mềm mại tiếng nói, làm nhân tâm tim thượng như là bị lông chim sệt qua giống nhau, mềm mại ma ma quân điện hạ cỡ nào cường thế bá đạo thịnh khí lang nhân không ai bì nổi người A, à, nhưng lúc này cũng trên mặt cũng mất tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, chừng mắt nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, Phượng Tiểu Vũ, người đều sẽ không e lệ A, à, Phượng Vũ vẻ mặt vô tội nhuyễn manh trạng, phong tầm không phải nói sao. Người là ta nửa cái ca A, à, chẳng lẽ không phải sao? Quân điện hạ ở trong lòng nhớ phong tầm một bút. Ách xì bên kia trong doanh địa. Phong tầm cùng huyền dịch mang theo lúc ấy hiện trường thí sinh tất cả đều chạy ra đi. Ngay cả công tôn tình các nàng bị thương hôn mê cũng đều cùng nhau chạy ra thăng thiên. Còn không có nghỉ khẩu khí, phong tầm liền đánh gai hát xì, hắn xoa xoa cái mũi lầm bầm lầu bầu, ai ở nhắc mãi ta. Phượng tiểu vũ, huyền dịch hỏi. Phong tầm xoa xoa cái mũi, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, ta đào hy vọng là phượng tiểu vũ, nếu nàng có thời gian nhắc mãi ta nói, đã nói lên nàng đã an toàn. Huyền dịch vỗ vỗ hắn đầu vai. Yên tâm, quân lão đại đã tìm nàng đi, nhất định sẽ tìm được. Phong tầm lắc đầu, xem quân lão đại lúc ấy kịp biểu tình tiểu vũ là bị tuyết đêm băng phách thú rộp tới đi. Huyền dịch gật gật đầu. Phong tầm lời này âm lượng bình thường. Cho nên trong doanh địa không ít thí sinh đều nghe thấy được. Đại gia tâm tư khác nhau. Rất nhiều nhân vi phượng vũ nắm tâm, cũng có không ít người đối phượng vũ vốc một phen đồng tình nước mắt nhưng đồng thời cũng có mộc giao giao người như vậy trong lòng vui sướng khi người gặp họa áp đều áp không được. Diêu dĩnh hạ giọng, phượng vũ bị tiết đêm băng phách thú bắt đi. Mộc dao dao gật đầu, diêu dĩnh kia phượng vũ sẽ chết sao? Mộc dao dao gật đầu, diêu dĩnh, cũng không phải là nói quân điện hạ đuổi theo sao? Mộc dao dao cười lạnh, quân điện hạ như vậy chán ghét phượng vũ, người cảm thấy diêu dĩnh, đối nga. Mộc dao dao cười lạnh, xem ra, từ nay lúc sau rốt cuộc nhìn không tới phượng vũ ở chúng ta trước mặt nhảy nhót không có phượng vũ nhật tử nên là cỡ nào tốt đẹp đương nhiên như là mộc giao giao những người này các nàng tiểu tâm tư đều ở ngầm sóng ngầm mãnh liệt mà không thể bãi ở bên ngoài rốt cuộc phong tầm đã nói rõ thái độ hắn cùng phượng vũ là một quầy hắn chính là lực đỉnh phượng vũ rốt cuộc bởi vì phong tầm bày ra thái độ mộc giao giao hiện tại cũng không dám bên ngoài thượng quá trêu chọc phượng vũ nhưng mà, giờ phút này phong tầm cùng mộc giao giao nói chính là đồng dạng lời nói. Tấu chương xong. Chương 897 quân lão đại không thích tiểu vũ A. À. Quân lão đại không thích tiểu vũ A, à. phong tầm ủ rũ cục đuôi, thấp thỏm nhìn huyền dịch, hắn có thể hay không ngại tiểu vũ quá phiền toái, cho nên thấy chết mà không cứu. Huyền dịch. Phong tầm, còn nhớ rõ lúc trước bắc cảnh thành kia xấu nha đầu sao lúc ấy quân lão đại liền đối nàng thấy chết mà không cứu tùy ý nàng tự sinh tự diệt ở quân lão đại trong mắt phượng tiểu vũ cùng kia xấu nha đầu là giống nhau với hắn mà nói đều là người xa lạ nhưng mà phong tầm như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn trong mắt phượng vũ cùng quân lâm uyên là người xa lạ nhưng mà phượng tiểu vũ lại có thể đối quân lâm uyên kêu ta còn là không phải ngươi thương yêu nhất tiểu muội muội mọi việc như thế nói nếu phong tầm nghe được kia biểu tình tuyệt đối sáng huyền dịch liếc phong tầm liếc mắt một cái tự tìm phiền não phong tầm chừng mắt huyền dịch ta như thế nào liền tự tìm phiền não rồi ta đều mau lo lắng gần chết ngươi còn tiêu khiển ta đâu hóa ra không phải ngươi thân muội muội ngươi không đau lòng à huyền dịch mắt trợn trắng quân lão đại chỉ biết do so ngươi càng lo lắng vượng tiểu vũ hắn sẽ liều mạng cứu nàng như thế nào sẽ cho phép nàng có việc tuyết trong phòng phượng vũ cơ hồ cả người treo ở quân lâm uyên trên người quân ca ca quân ca ca quân ca ca quân lâm uyên tự hồ có chút không kiên nhẫn hảo hảo cho ngươi phượng vũ tức khắc vui vẻ hỏng rồi lấy lại đây liền nắm chặt sợ bị quân lâm uyên cướp đi phượng vũ một bên gặm thịt một bên mắt trông mong nhìn quân lâm uyên trong tay đang ở nướng nướng thịt xuyến quân ca ca tiếp tục nướng sao còn không có ăn no ân 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 quân ca ca còn muốn còn không có ăn no quân ca ca ngươi có mệt hay không ta cho ngươi xoa bóp vai đấm đấm chân phượng vũ dùng nàng chính mình rực hơn nữa quân lâm Nguyên này thần kỳ thịt nướng công hiệu cho nên thương thế khôi phục đặc biệt mau chỉ như vậy trong chốc lát thời gian nàng cũng đã có thể hoạt động nhưng đừng quân điện hạ chừng mắt nhìn phượng vũ liếc mắt một cái ngươi cho ta thành thật ngồi phượng vũ giàu cái miệng nhỏ nga phượng vũ nghĩ nghĩ móc ra một cái tiểu sách vở nhác tới liền bắt đầu viết những việc cần chú ý một tránh cho cùng quân điện hạ tứ chi đụng chạm. Tình thế nghiêm trọng trình độ, Phượng Vũ đánh năm viên tinh. Phượng Vũ quyết định, nàng muốn đem nàng cùng quân Lâm Nguyên ở chung những việc cần chú ý đều nhất nhất ký lục xuống dưới, nói như vậy về sau liền sẽ không đụng vào quân điện hạ lôi khô đi. Viết cái gì? Thấy tiểu nha đầu vùi đầu một trận khổ viết quân điện hạ không khỏi tò mò. Thế gian này có thể làm hắn sinh ra tò mò sự không nhiều lắm nhưng bởi vì Phượng Vũ cho nên cùng nàng có quan hệ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn đều cảm thấy hứng thú. Phượng Vũ một bên vùi đầu viết một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, nhớ bút ký. Quân điện hạ cái gì bút ký? Phượng Vũ vừa lúc viết hảo thu hồi tiểu sách vở suy nhập trong lòng ngực. Cặp kia cười mắt như sao trời lóe sáng, ngươi đoán. Quân điện hạ ngạo kiều, không có hứng thú. thiết không có hứng thú còn hỏi. Phượng Vũ đôi tay chống cằm nhìn quân Lâm Uyên kia như nước chảy mây trôi nướng nướng thủ pháp, nuốt nuốt nước miếng. Không lầm hâm mộ nói, thật hâm mộ bọn họ. Bọn họ, quân Điện Hạ gặp kia thâm thúy tinh mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Phong tầm cùng huyền dịch bọn họ a à, Phượng Vũ cảm khái nói, bọn họ cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Thường xuyên có thể ăn đến ngươi làm hỏa linh thịt nướng, thật là quá làm người hâm mộ. Quân Điện Hạ phiên cái tròng trắng mắt hắn có thể nói, phong tầm cùng huyền dịch đi theo hắn bên người lâu như vậy, còn một lần cũng chưa ăn qua hắn làm gì đó sao? Trước mắt nha đầu này, là hắn lần đầu tiên. Bất quá quân điện hạ mới sẽ không bại lộ chính mình nội tâm ý tưởng đâu, hắn hừ một tiếng cũng không có phản bác. Tấu chương xong.